Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về việc tích hợp thanh toán VNPay vào trong website hoặc là project của chính mình. Thì trước tiên chúng ta cần phải gõ một key search gọi là Go API VNPay. Sau đây chúng ta sẽ cần phải chọn được một link web gọi là link của VNPayment. Đây sẽ là giao diện của trong web tích hợp code. Chúng ta sẽ có một đường dẫn URL. Đường dẫn này sẽ là đường dẫn khi chúng ta thanh toán và chọn các ngân hàng để chúng ta thanh toán được cái hóa đơn của mình. Tiếp theo chúng ta cần phải chú ý đến một số lưu ý như sau. Thứ nhất đó là về danh sách tham số truyền vào. Ở đây chúng ta có một số danh sách tham số truyền vào như thứ nhất là version, thứ hai là my API, vân vân. Ví dụ như về tham số version thì chúng ta sẽ cần phải truyền vào phiên bản mà merchant nó kết nối. Thứ hai là my API sử dụng cho thanh toán. Thường thì chúng ta sẽ để là pay. Tiếp theo chúng ta cần phải lưu ý đó là về phần giá trị bắt buộc hoặc là tùy chọn. Thì những tham số nào có giá trị là bắt buộc thì chúng ta cần phải bắt buộc chúng ta cần truyền vào để sau này sẽ phục vụ cho việc chúng ta băng mã ra để tạo ra một cái khóa bí mật. Còn mã tùy chọn thì chúng ta có thể cho vào hoặc không thì đấy là do chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần code cài đặt. Thì ở đây chúng ta sẽ có 5 ngôn ngữ chính đó là PHP, C Sharp, Python, Java và Node.js. Mình sẽ sử dụng ngôn ngữ Java để code trong phiên bản này. Thì chúng ta có thể lướt qua một lượt thì chúng ta có thể thấy đó là các giá trị tham số bắt buộc như là version command thì ở đây họ để sẽ phải tích hợp vào. Đó chính là VNP version thì họ sử dụng là 2.1.0. Tiếp theo để sử dụng được thanh toán VNP ở trong website thì chúng ta cần phải có cái tài khoản thanh toán ngân hàng. Thì ở đây mình sẽ cần phải đăng ký liên hệ với cả VNP để chúng ta có thể cấp được một cái tài khoản ngân hàng để chúng ta có thể test được khả năng thanh toán của khi mà chúng ta đã tích hợp được ví điện tử VNP vào trong website của mình thì trước tiên chúng ta cần phải đăng ký test. Thì sau khi chúng ta đăng ký thì chúng ta sẽ cần phải điền đầy đủ các thông tin như là tên website, địa chỉ URL, email, nhập mật khẩu. Trước khi chúng ta ấn nút đăng ký thì bên VNP sẽ gửi cho chúng ta một mail như sau. Sau đó thì sau khi chúng ta nhận được một cái Gmail bên VNP cấp thì chúng ta cần phải ấn vào đây, ấn vào đường link này và làm theo các hướng dẫn của họ. Cuối cùng thì họ sẽ cấp cho mình một Gmail như sau. Đó là Gmail đã đăng ký thành công và họ đã sẽ cấp cho mình một số thông tin. Thứ nhất là thông tin và cấu hình thì chúng ta sẽ được họ cấp cho một cái mã website là VNP TML code. Thứ hai là cái khóa bí mật HashSex. Tiếp theo đó là họ sẽ cung cấp cho mình một tài khoản admin để chúng ta sẽ có thể quản lý được các giao dịch thanh toán mua bán, chúng ta sẽ có thể kiểm tra được về lịch sử thanh toán như nào. Cuối cùng thì họ sẽ cấp cho mình một cái thẻ ngân hàng gửi sang test để chúng ta có thể mua hàng. Lưu ý thì cái thẻ này chúng ta chỉ sử dụng được cho ngân hàng MCB, còn các ngân hàng khác thì chúng ta sẽ không thể sử dụng được. Sau đây mình sẽ đi vào phần cài đặt code. Mình sẽ sử dụng ngôn ngữ là Java. Thì dưới đây sẽ là phần code cài đặt của ngôn ngữ Java, các bạn có thể tham khảo ở dưới đây. Mình sẽ vào code. Về phần code thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được các tham số như sau. Nhưng mình chỉ cần để ý đến tham số đó là VNP PML code. Thì đây sẽ là các giá trị được khi mình đăng ký bên VNP thì họ sẽ cấp cho mình một cái thông tin. Đây chính là cái TML code của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ phải cấu hình lại nó. Thì mình sẽ để hết tất cả các dữ liệu vào trong file config. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tìm và copy lại vào đây để chúng ta có thể sử dụng được. Thứ nhất đó là VNP TML code. Thứ hai đó là VNP HashSecret. Thì đây sẽ là HashSecret chúng ta sẽ copy vào đây. Tiếp theo đó là VNP Return URL. Thì đây sẽ là cái giao diện để chúng ta có thể xem được cái kết quả của cuộc giao dịch là thành công hay là không thành công và một số thông tin khi mà mình giao dịch. Tiếp theo về bên giao diện thì mình sẽ sử dụng đó là ngôn ngữ Vue.js. Thì đây là giao diện của mình. Mình chỉ làm một cái giao diện basic như là khi các đến các mục thanh toán, các bạn sẽ có thể khi thanh toán thì các bạn giao diện sẽ đẹp hơn. Thì đây là giao diện các bước của mình khi mình ấn nút thanh toán. Thì mình sẽ tạo ra một cái giao diện thanh toán như sau. Thứ nhất đó là tên là hàng hóa thì mình sẽ là nạp tiền điện thoại.
Để mã hóa đơn thì mình để 1, 2, 3, 4, 5, 6. Về số tiền thì mình sẽ để là 100.000. Về nội dung thì mình có thể để là thanh toán tiền điện thoại cho thuê bao 123. Ngân hàng thì các bạn có thể tùy chọn, nhưng mà mình sẽ để là không chọn. Sau đó mình sẽ chọn ngân hàng ở nút phía thanh toán sau. Ngôn ngữ mình sẽ chọn tiếng Việt. Để họ tên mình sẽ là Dragon, Dragon Ball. Địa chỉ Việt Nam. Email sẽ là dragon@gmail.com. Về số điện thoại mình sẽ phải để 123456. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào nút thanh toán Redirect. Sau khi chúng ta ấn nút thanh toán Redirect thì chúng ta sẽ thấy được đó là một cái trang web, đó là sandbox.payment.sược.transaction. Thì đây sẽ là về bên khi mình thanh toán thì họ sẽ chuyển đến các cổng thanh toán bên đây như sau. Thì mình sẽ chọn là thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng. Ở đây chúng ta sẽ chọn là NCB, ngân hàng NCB. Đây như chúng ta có thể thấy, cái số tiền cần thanh toán thì mình sẽ là 100.000, phí giao dịch là 0 đồng. Đây là mã đơn hàng. Chúng ta sẽ có giao dịch này sẽ hết hạn, sẽ không thể thanh toán được sau 15 phút. Và chúng ta sẽ có số thẻ đây, số thẻ này chúng ta sẽ lấy ở bên email do VNPay cấp. Họ tên chủ thẻ sẽ là Nguyễn Văn A. Năm ngày phát hành là 0715. Rồi chúng ta sẽ chọn tiếp tục. Sau khi ấn tiếp tục thì chúng ta sẽ nhận được một cái mã là mã OTP thì cũng được cấp ở bên VNPay cấp. Chúng ta sẽ copy lại. Sau đó chúng ta ấn thanh toán. Đây. Sau khi ấn thanh toán xong thì chúng ta sẽ được một cái view giao diện. Đó chính là thứ nhất là về tiền thì chúng ta sẽ có giá trị là 100.000. Tiếp theo là nội dung thanh toán thì chúng ta sẽ hiện là thanh toán tiền điện thoại cho thuê bao 123. Về ngân hàng là NCB. Trạng thái giao dịch đã thành công. Như chúng ta đã thấy được ở đường dẫn này, chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ có các một số thông tin như sau. Nếu như chúng ta sẽ sửa đổi một số thông tin này thì đấy, trạng thái giao dịch của chúng ta sẽ bị lỗi, chúng ta sẽ không thể hiển thị được trạng thái giao dịch. Ví dụ như mình sẽ thêm một số 0 vào phần tổng tiền ở phần BNP amount, chúng ta sẽ thêm một số 0 vào. Và bây giờ chúng ta sẽ enter thì chúng ta sẽ hiển thị được đó là giao dịch đã thất bại, thì lúc này chúng ta sẽ không, cái phần giao dịch của chúng ta đang là thất bại. Tiếp theo, sau khi thanh toán xong thì chúng ta cần phải xem được cái lịch sử giao dịch của mình. Khi mình ra giao dịch thì họ đã có một đường link cho chúng ta, đó chính là truy cập đây, đây chính là quản lý giao dịch của mình. Sau đó mình sẽ chọn đăng nhập. Phần email và phần password sẽ là lúc sẽ là cái email và password khi bạn đăng ký vào để lập tài khoản VNPay mình đã để sẵn ở đây. Sau đó mình nhấn đăng nhập. Như các bạn đã thấy thì mình hiển thị giao diện giao dịch thanh toán, thì trước đây mình đã test một số giao dịch thì giao dịch gần đây nhất của mình sẽ là đây, là 100.000. Ngân hàng là CB. Nội dung thanh toán và trạng thái đã thành công. Ngày tạo sẽ là ngày 15/9/2023. Thì chúng ta có thể check được cái lịch sử giao dịch của chúng ta. Hy vọng cái phần trình bày của mình sẽ giúp ích cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.